Alo Long, và nay trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì anh chị mình có thể thấy là một cái phiên mà nếu chúng ta tiếp tục xét về mặt chỉ số, thật sự là nó không hề có một cái sự thay đổi gì cả. Hôm qua đóng cửa 1394.09, hôm nay đóng cửa 1394.8, có nghĩa là nó cách 0,71 điểm, hầu như là nó không thay đổi, dao động quanh tham chiếu, tăng tăng giảm giảm trong phiên với một cái biên độ rất là hẹp, thanh khoản ở mức bình thường. Thì hôm nay phân tích cổ phiếu thì thật sự là cái biên của nó rất là nhỏ mà hầu như nó không có thay đổi nhiều so với lại phiên ngày hôm qua. Tại vì phiên ngày hôm qua anh chị cũng biết rồi là một cái phiên có thể xem là bùng nổ theo đà của VN30. Ha, nó kéo bật tăng khỏi những cái vùng kháng cự tâm lý mà rất nhiều người họ sợ là 1380 điểm. Và không phải là bứt dạng từ từ, bứt hẳn lên luôn. Lên thẳng 1400 luôn, tiệm cận 1400. Thì những cái vùng 1400 và 1420 điểm sẽ là những cái chạm dừng chân tiếp theo của VN. Anh chị ha. Và anh chị cũng thấy rằng là lẽ thường tình thôi, bùng nổ lên gặp kháng cự thì nó sẽ gặp phải những cái áp lực ha, mà cái việc mà dao động với khối lượng bình thường và cái biên độ hẹp đó là những yếu tố rất tốt ha. Chúng ta sẽ cần thêm thời gian để chúng ta quan sát những cái mốc tiếp theo của VN, như em đã có chia sẻ với anh chị mình ở trong video trước. Anh chị, những cái việc anh chị cần làm á, anh chị làm ở dưới, anh chị coi lại 5-6 video gần đây, còn lên dưới trên đây tạm thời á, chúng ta sẽ quan sát những cái mốc tiếp theo của VN để đưa ra những hành động tiếp theo. Thành ra việc anh chị cần làm trong phiên ngày hôm nay là không làm gì cả. Anh chị ha. Dạ rồi, mình cũng view qua sơ sơ tí. Đầu tiên vẫn là dòng thép ha, Hòa Phát. Thì Hòa Phát hôm nay anh chị thấy như thế nào? Dao động nó biên rất hẹp, vài like như thế này thôi, khối lượng cũng rất là thấp mà vẫn tăng, vẫn trong xu hướng tăng. Ha, nhưng mà nó không có những cái nhịp gãy, nhịp rũ này kia, nhịp chỉnh, thành ra nó cũng không có phù hợp cho cái việc mua thêm. Nắm giữ thì thoải mái vô tư, không vấn đề cả. Ha, cho thấy rằng những cây như thế này nè, anh chị nhà đầu tư, tại vì đây là đỉnh thời đại rồi, anh chị ha, vượt hết rồi, đỉnh thời đại rồi. Thì anh chị nhà đầu tư thỏa mãn, anh chị chốt lại, thì họ mua lại, tổ chức vẫn không bán, anh chị cá nhân bán thôi. Ha, họ đỡ lại đây khối lượng thấp nè, cho thấy điều đây. Anh đây em những con như Hòa Phát anh chị nắm giữ thôi, không có hành động gì thêm. Anh chị ha, Hoa Sen nè, Hoa Sen anh chị thấy á, sau cái cây bùng nổ này là ngày 4 tháng 7, thì đây là tích lũy được cũng được 7 phiên rồi. Đúng mà. Và cái cây ngày hôm nay ta gọi là một cây tích cung trong một cái nền ngắn. Cái nền này cũng tương đối ngắn thôi, nó không có dài gì. Nhưng mà đây là một phiên tích cung ở cái nền số 3 này. Ha, điểm mua thêm thì em đã có chia sẻ rồi, nó cao như thế này rồi thì em sẽ không có mua thêm tại tương đối rủi ro. Nhưng mà nếu mà một cái nền số 3 trong bất kỳ một cái nền tích lũy số 1, số 2, số 3 gì không cần biết. Nhưng mà lên tới số 3 mà tích lũy như thế này nè. Khối lượng cạn dần nè. Và cây là cây tích cung nè thì xác suất phiên ngày mai chạy khá là cao. Anh chị ha, thì anh chị mình có thể cầm để ngày mai tăng tiếp thì anh chị có cái giá gọi là lợi nhuận anh chị hô nó nhiều hơn vậy thôi. Anh chị ha, còn giá vốn tốt ở dưới rồi thì anh chị cứ thoải mái. Đấy, lưu ý nha, những con dòng mạnh như thép á, bán ra mất hàng, bán không có mua lại được đâu. Lưu ý, một là cầm chờ mua thêm, bán bớt thì thôi. Ha, bán bớt thì anh chị phải cố gắng chờ những cái điểm tích lũy lại hay rủ ở phía trên anh chị mua những mức giá cao hơn để nó cao hơn nữa. Chứ bây giờ mà chờ nó chỉnh nó rất là khó, tại dòng này tương đối mạnh. Anh chị ha, năm kia cũng vậy nè. Con này anh chị chờ chỉnh, không bao giờ có chỉnh để mua, thành ra là có cầm thôi ha. Mua thêm á, thì những cái trạng thái cao như thế này em không có khuyến khích mua thêm, lưu ý. MC cũng vậy nè, MC vẫn neo ở đây thôi, nhưng mà có vẻ như T cộng 3 anh chị để mà 0, 1, 2, 3 T3 về của cây bùng nổ không bị bán ha, nhưng mà nó vẫn không có đóng cửa cao nhất. Thì em nghĩ ngày mai nếu như xuất hiện một cây tích cung thì có thể là ngày tới nó sẽ chạy. Anh chị ha, đấy anh chị mình có thể quan sát. TLH cũng vậy nè, mở gáp cây này đúng không, lắp lại 0, 1, 2, 3 không bị bán nha, vẫn giữ rút chân và test lại cái gáp này thêm một lần nữa thành công. Để tắt cái hình vuông trên này đây, tương đối thành công. Ha, thì trong những phiên tới con này xuất hiện một cái tích cung anh chị mình có thể canh. Ha, nó sẽ là những cái điều kiện để anh chị vượt đỉnh thành công. Ha, nhưng mà con này thứ nhất á, nếu mà nó vượt đỉnh có khối lượng thì quả may mình sẽ mua. Thì đây mới nền số 2 thôi. Còn nếu mà vượt đỉnh không có khối lượng á thì nó chỉ phù hợp cho những người nào đang có lời và tiếp tục hold thôi. Cầm tiếp để lời thêm anh chị ha. Khi mà anh chị bắt được một con xịn á, anh chị phải cầm nó để anh chị xin lên được cái biên lớn nhất có thể ha. Và khi nó bứt thoát khỏi những cái đỉnh rồi bắt đầu đưa vô gì, chặn lại, chặn lại anh chị ha. Đấy, TVN nè, TVN thì chưa có bứt được cái gì cả, nhưng mà cái biên con này hôm nay mở gấp úp mà đạp xuống như này, cái biên hơi to, khối lượng cũng hơi to ha. Con này thì em nghĩ là phải quan sát thêm vào ngày mai à, ngày mai. Nhưng mà những cái trạng thái lên tới đây mà bắt đầu khối lượng nó hơi bị tăng dần ở đây nè. À, nếu mà xanh trong phiên thì anh chị mình có thể canh cân nhắc chốt ra bớt. Như đã có chia sẻ thì nếu mà ưu tiên cho việc nắm giữ, ưu tiên cho cái việc gọi là những cái con xu hướng tốt, thì anh chị nên chọn Hoa Sen, Nam Kim và Hòa Phát, và tránh chọn ba cái con mà top dưới như thế này
Ha, top dưới như này là gọi là trading thôi, có nghĩa là mua chung đợt hoặc là mua sau mà lướt ăn được một đoạn thì nên ra, thì đây là dòng tương đối nhỏ anh chị ha. Rồi tiếp theo là dòng dầu khí nè, BSR ha, rất tốt, hôm nay bơm cây tiền lớn nè và bứt đỉnh nè ha, bứt khá là nhanh, biên rất là tốt, anh chị có gì cứ cầm thôi ha, có thì cứ cầm. Những cái trạng thái đánh tương đối nhanh như thế này nó tạo ra những cái trạng thái mà nó hưng phấn tột độ như thế này thì nó sẽ có những sự đeo bám ha, thành ra là những cái trạng thái như thế này thì mình sẽ không có mua thêm ha, mình sẽ cầm nắm thôi, dù sao cũng lời mà ha, mua dưới này nè đúng không ạ. Anh chị coi những cái video, những cái phiên này của em nè anh chị ha, đấy nè những phiên này của em nè anh chị coi lại ha, coi lại cái phiên, cái video ngày 13 tháng 9 nè. Đấy thì nó đánh như này, anh chị cứ hô thôi, hô thoải mái luôn, nếu mà nó xác nhận cây này rồi á thì không muốn mua thêm thôi, chứ cầm thì vô tư luôn anh chị ha. BVD nè, nổ cây này là nổ theo con BR là con nổ đầu tiên, con này là ăn theo khối lượng tốt, đóng cửa gặp cái đỉnh này vẫn chưa có đóng cửa cao nhất, em nghĩ nó sẽ test đỏ lại trong vòng 1-2 phiên tới ha, nếu test đỏ tốt anh chị mình có thể mua gia tăng một đợt trước khi nó bứt đỉnh, và khi nó bứt đỉnh rồi là không mua nữa nha. Ừ, anh chị mình có thể canh một cái điểm gia tăng cho con này ở trong một vài phiên tới. Rồi BVS cũng vậy nè, nó cũng tương tự như con BVD, có nghĩa là nó đóng lên nó tiền vô rất tốt ha, đóng tuy là đóng cửa không có cao nhất thì nó sẽ có những cái cây test đỏ vào ngày mai và ngày mốt, thì nếu test đỏ mà khối lượng thấp và ok á, anh chị mới có thể canh mua thêm đúng một đợt duy nhất nữa trước khi nó bứt đỉnh thành công, thì chúng ta sẽ đưa vào trạng thái hold ha. Những cái nền như này rất tốt, nếu bứt thành công ở đây là chị mua thêm ở đây và chị hold luôn, hold cho tới khi nào cái biên nó tốt nhất có thể thì thôi anh chị ha. Với lại giá vốn mình cũng là giá vốn khá là chua như này à, mình không xài gì lấy, quan trọng là mình mua những cái điểm gia tăng nào cho nó cái lợi nhuận nó tối ưu thôi anh chị ha. Đấy lưu ý BBT nè, khối lượng vào khá nhiều nhưng mà bị bán ngược khá nặng ha, bán mà lục về gần tham chiếu luôn, thì ở đây cái khối lượng này khá là ok, để coi coi là cái lực bán nó đến từ lực mua hay là lực bán nha. À, đè ATC thôi ha, không nhiều lắm, thì con BBT này á anh chị chờ thêm một đến hai phiên nữa, đây là dấu hiệu của dòng tiền nè, cũng được ha, nhưng mà 1-2 phiên nữa là cái cách đóng cửa này hơi xấu. Rồi BBB nè, hồi theo nè chị ha, nói chung là những con to đó nè, những con to đánh vượt thì những con này nó cũng sẽ hồi, mặc dù cái xu thế của nó thì nó không phải là kênh trên hay là không phải bứt đỉnh hay gì cả, nhưng mà dù sao á, những con đàn anh đàn chị nó gần nhú nhú bứt đỉnh như thế này, con này bứt hẳn cái đỉnh luôn nè anh chị ha, thì những cái con yếu yếu này kiểu gì nó cũng phải đánh chứ ha, không ăn 10 được cũng phải ăn 8 đấy, thành ra những con như này nó bật lên là khá là tốt. Còn điểm mua á, thì bâu á nó đang đi về lại cái nền nè, nó test cái giá này thành công rồi, ok rồi anh chị ha, thì trong những phiên tới thì mình có thể quan sát con bâu này, cái quá trình tích lũy của nó. Rồi BLS nè, BBB cũng vậy nè, nó đang làm lại cái nền ở đây nè, nhưng mà con này thanh khoản nó nhỏ quá, em không có khuyến khích lắm ha, bầu tính ra vốn của nó cũng mười mấy triệu cũng tạm chấp nhận được, vốn nó tốt, còn này mấy trăm k thì nó ít quá anh chị ha, ít quá. BLS nè, BLS nói chung anh chị nhìn thôi, nhìn về mặt dòng tiền coi coi, ví dụ như thị trường mà có đạp kéo lắp gáp rồi mở gáp này kia, anh chị nhìn mấy con này để coi coi là cái sự tác động của nó là có hay không thôi, chứ BLS thì khi nào bước được cái đỉnh này hẳn mua, chứ bây giờ con này chỉ có nhìn thôi anh chị ha. BS nè, dòng tiền không vào nha, dòng tiền không vào bị bán ngược nữa, thì con này phải, nó phải tích lũy thêm nữa anh chị ha, phải tích lũy thêm nữa, anh chị phải chờ, phải quan sát thêm. OI cũng vậy nè, OI thì nó cũng hồi theo giống như con BBB bò này nè, là con bâu rồi nè, nó hồi con cái thế nó cũng tương đối giống ha, thì con đã có chia sẻ rồi, đàn anh lớn thì bất đỉnh thì mấy con này nó cũng phải ăn 10 thì em phải 9 phải 8 gì ha, đóng cửa không cao nhất nè, em nghĩ test đỏ thêm vài phiên nữa, với lại khi mà mình chọn cái con to nhất, những cái con tốt nhất rồi thì những con này mình cũng sẽ không đánh, nếu mà anh chị có trên thị trường anh chị mình có thể tham khảo ha. Rồi gas nè, bắt đầu nghỉ rồi anh chị, mà nghỉ vài phiên như này không đủ đâu anh chị, nó nghỉ mà toàn bộ những người ở dưới này đều có lãi, nó chưa có cây rượu, nó phải có cây rượu ha, tích lũy đủ lâu cho người ta thật sự là người ta rất là chán, con này hết lên rồi, con này không không có biết lợi nhuận nữa à, để kia người ta bán ra hoặc là nó rủ một cái à, thì lúc đó chúng ta mới quan sát tiếp, còn nó neo như này vậy nên chốt lại bớt ha. Rồi nó dầu khí băng nè, dạo gần đây con này đảo nợ hơi nhiều anh chị ha, mặc dù cái volume nó khá là bé, nói chung là buổi sáng nó khớp lệnh ở đâu giá dưới sàn này nè à, anh chị ha, là cũng tương đối, nhưng mà dù sao á anh chị che cái phần phía sáng này kệ nó, thì nó đang đây là một cái tích cung bình thường anh chị ha, vẫn chưa có dấu hiệu dòng tiền nhưng mà nó vẫn đi trong cái nền tốt, anh chị có quan sát. ACB nè,
Đóng cửa đi y chang ngày hôm qua, không khác gì hết. Ha, mở một cái gấp úp lắp lại, khối lượng siêu bé. Sau một cây bùng nổ thì có một cây nghỉ ngơi, anh chị ha. Nói chung là cái con đường của nó vẫn tìm về những cái vùng mà 34 tới 36 anh chị nha. Đấy. BID nè, lên bị bán ngược. Ha, tích lũy thêm một vài phiên. Target vẫn là 43. Ha, 43 tới 44 lên tới đó quan sát tiếp. Chứ bây giờ nó chưa lên thì mình chưa đánh giá. Tech cung nè. No sub ha, tech cung no sub 2 cây. Nói chung là vẫn là cái móc cũ thôi, tại vì hôm nay biến động nó y chang ngày hôm qua, nó hôm qua sao hôm nay nó dậy anh chị nha. CTG cũng vậy nè. Chỉnh lại. Nè. Không đúng cỡ không coi nhất phiên mà phiên tích lệ khối lượng thấp ha. Đây, bình thường thôi. MB cũng vậy nè, đóng cửa bảng nó giống ngay ACB, đóng cửa bảng chất giống ngày hôm qua. Nó đang hấp thụ thêm cái lượng ở đây nè. Anh chị ha, nó tích lũy là cái nền đây nè. Nó vẫn đi lên đâu. 30 anh chị nha. Vẫn như cũ. MSB nè, rút chân nè. Sẽ thức mai đánh nha. MSB, OCB nè. OCB thì gặp kháng cự, cái việc mà nó test lại ở đây thì em đã có chia sẻ rồi. Nó lên tôi nói nhanh, tại vì nó đẩy nhanh quá trình này. Mấy con kia nó chưa có đánh. Nó test cung mà nó mới đánh cây đầu, còn đánh 2-3 cây rồi. Thì 2-3 cây lên kháng cự thì nó sẽ gặp phải phản ứng. Phản ứng như thế nào thì phải chờ bao nhiêu lâu anh chị? Từ 3-5 viên. Anh chị ha, mới một viên như thế này không có đánh giá gì thêm. Đấy. SHB nè, quả mạnh ha, rút chân nè. Nói chung thì chờ anh Hiển gửi về ha, gửi lì xì về chứ mình đâu biết. Cái này về phân tích thì nó bị chi phối của cái ý chí tổ chức nó quá lớn. Anh chị ha nè, ông Hoàng ATC nè. ATC lúc nào 6 7 triệu, 10 triệu. Đó mà nè, 299 kéo 32. Đó hôm qua là lắp cái gáp mà kéo giật ngược lên đóng cao nhất. Đó mà, hôm qua lệnh 10 triệu kéo 30.3. Đấy, thành ra những cái này là phải chờ anh Hiển lì xì thôi. Ý chí tổ chức nó quá lớn đi anh chị ha, phải tin tưởng vào cái game của nó ha, cái game chuyển sàn nè. Đúng không ạ? Anh chị nghe rất là nhiều phong phanh là gì, game đi vào viên 30 đồ này kia nữa, đúng không ạ? Tin tức mật mà cả làng biết, đúng không? Những cái game rất là lớn đấy, em nghe rất là nhiều ha. Nào là vô chuyển qua hô xe nè, xong rồi được xét duyệt vô viên 30 gì đấy, rất là nhiều tin tức ha. Nhưng mà nhìn chung á, ý chí tổ chức đánh như thế này anh chị cứ cầm thôi, cầm cho họ kéo ha. Tại cái thế nó tiền ở nhà anh chị đây. Nếu như họ muốn phân phối cục này nha, họ phải đánh lên thật là cao để anh chị đu vô chẳng hạn, để họ bán ha. Những con như thế này thì mình phân tích theo tâm lý thôi, chứ mình không có phân tích theo kỹ thuật. Lưu ý ha. STB này gặp kháng cự, rút chân là khối lượng thấp bình thường ha, chờ cây tiền ha, chờ cây tiền nhịp số 2. DCB cũng vậy nè, nó đánh bứt luôn cả cái kháng cự này rồi, đúng không ạ? Anh chị thấy giống cái phiên nào nè, đánh lên nè, kháng cự nè, chỉnh lại cây đỏ nè, xanh lên nè, đánh tiếp nè. Này cũng vậy thôi anh chị ha, đây là vùng kháng cự cuối cùng của nó nè. Tại vì cái vùng đỉnh này, cái vùng này người ít người kẹp hơn anh chị ha, nó sẽ test lại đây và nó hướng về những cái vùng cao hơn. Đây là con tốt nhất rồi, ngoại sau con TB là con này là con tốt nhất rồi anh chị, mình có anh chị nắm giữ ha. Đây những cái điểm mua số 2 của nó sẽ nằm ở đây nè, anh chị phải quan sát và chờ đợi những cái mốc tiếp theo anh chị ha. TB nè, TB cứ neo neo như thế này thì không có đánh giá gì thêm, nhưng mà em nghĩ là nên chốt lại bớt. À, nên chốt lại bớt để phòng hờ cho cái việc nó có rủ một cây hay không. Lưu ý nha. Này không có đánh giá gì thêm. Nè, neo giá thôi. Nó dấu cộng mà nó tham chiếu như thế này thì mình cũng không có đánh giá gì thêm. Ha. Vinh nè, dấu cộng nè anh chị đó. Vít vẫn kéo ha. Nói chung là cân qua cân lại về mặt chỉ số. Anh chị sẽ thấy một vài con trụ hôm nay nó đạp. Rồi một vài con nó lại kéo cân lên. Ví dụ như VRE nè, biên độ tăng thì rất là hẹp mà khối lượng rất là to anh chị ha. Nhưng mà dù sao VRE nó đã xác nhận là nó có hai cây tiền vào sau một cái cây breaking giảm rồi, thì chỉ cần giai đoạn phía trên này nè, anh chị thấy có đeo một kháng cự rất dài của nó ở mức giá 31 tới 32, thì nó tích lũy lại, đó là cơ hội cho anh chị mua. Lưu ý nha, phải me con này anh chị nha. Thứ nhất nó được hưởng lợi, đúng không ạ? Về cái ngành bán lẻ thì em đã có phân tích ở các video trước rồi, anh chị mình có thể xem lại. Sale nè, tham chiếu nè, đẹp ha. Chờ thêm anh chị một vài phiên nữa là có điểm mua con này, để nó một dạng breaking giảm nè. Tại vì những cái trạng thái breaking giảm mà tái tích lũy trong cái biên ngắn anh chị ăn mười mấy phần trăm là có nha. Những con như này nó chưa lên được tới cái đỉnh này thì anh chị phải chờ chừng nào nó lên được đi rồi tính ha. Xử lý cũng vậy, mình xử lý cũng xử lý ở những cái mức đó. Nè, tăng tiếp nè, trong phiên cũng có dời lên rồi đó. GBR mai chi cổ tức đó mà. Thì cái volume này anh chị thấy là nó tương đối to, có nghĩa là nó giống như con HCM với lại cái con MSB á. Có nghĩa là người ta không có muốn lấy cổ tức, thành ra người ta bán ra. Người ta ao ra con này, tại vì người ta kỳ vọng cổ tức, mà cuối cùng là sao? Nó không có tăng như kỳ vọng của những cái người họ muốn ăn cổ tức.
bây giờ họ out ra luôn. Nhưng mà anh chị thấy rằng khi cổ phiếu bị out ra với khối lượng như thế này, nhưng biên độ giảm nó rất là ít, cho thấy tổ chức nó đã hấp lại cái cục này anh chị ha. Thì trong đây vẫn là một cái quá trình tích lũy lại ở gần gần cái vùng đỉnh. Em có chia sẻ với anh chị mình cái quá trình tích lũy lại của GVR cho những giai đoạn phía sau anh chị ha. Thì anh chị chờ đợi vào những cái phiên ngày mai, sau cái quá trình mà ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày chốt quyền của nó xong cái đã, giai đoạn phía sau này chúng ta quan sát tiếp ha. IDC nè, à tới anh chị ha. Đây đó mà em có chia sẻ rồi, khi mà nó cứ tăng lên như này cái biên của nó, đúng không, em chia sẻ rất là nhiều. Anh chị thấy nó tăng không, bao nhiêu ngày, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ngày bạc mất ha. Những vùng này những vùng nên chốt bớt, xuất hiện cây này bán hết anh chị ha. Tại vì sẽ ghi xét xuất hiện một cái cây gọi là gì, up thích 3, là nó đang kết thúc một chu kỳ này rồi. Thì nếu như nó muốn đánh tiếp thì nó phải có một cái giai đoạn phía sau nó lằn qua lằn ngoằng cái sau này nè, sẽ rất là lâu anh chị ha. Lưu ý đây là em view, đây là nó tạo chu kỳ mới nha, còn nó không tạo chu kỳ mới thì mình không biết. Tại vì thấy nó đi lên như này có hỗ trợ không? Không. Những con ăn biên lớn như này anh chị phải biết đủ, anh chị ra, ra ở đâu cũng được, ra đây, ra đây, ra non tí cũng được ha, nhưng mà phải biết ra. Tại không biết ra thì cầm 9 viên cũng trả 1 viên, cũng vậy thôi ha. KBC nè, vẫn tích lũy, không xấu anh chị, không xấu, không đẹp, em không có đánh giá, tích lũy thêm thôi, chưa đạt ha. Nè, đánh thốc lên xong chỉnh lại, con này đánh nó hơi bo cung rồi, em cũng hơi khó phân tích. Đấy, tích lũy lại, breaking, vol không đạt, anh chị chờ thêm ha. Nó phải test lại cái đỉnh này chúng ta mới đánh được. Thanh khoản con này cũng hơi bé. ESC nói chung cây tiền này vào lên rồi là chuyện bình thường ha. Nhưng mà trong phía trên này nè, nó sẽ có những cái nhịp nó nghỉ ngơi ở đây, hoặc là nó điều chỉnh gì đấy. Thì giai đoạn phía sau anh chị mình canh sau. Còn hiện tại bây giờ nó đang là quá mua rồi. Anh chị ha, anh chị có anh chị cứ chặn thôi. Phân bón nè, last nè, vẫn tiếp tục tích lũy ha. Anh chị coi lại video trước ha, coi lại video trước. DGC đánh lên, khối lượng tốt, em không có đánh giá gì thêm. Tại vì sao? Tại vì em đã biết cái đỉnh vàng lên mắt này rồi ha. Có thể là đánh lên đó, nhưng mà giai đoạn phía sau này chỉ cần mà nó dòng lên dòng xuống là đánh giống kịch bản con Dabaco hay là những cái con mà nó đã tạo vàng lên mắt anh chị ha, rất là nguy hiểm. Còn anh chị nói là nếu như trường hợp nó đánh vừa sao em, à nếu đánh vừa nó phải test lại cái đỉnh này. Nhưng mà với một cái cổ phiếu á, nó đã chạy bao nhiêu đây biên độ rồi thì cho dù nó có lên là đây em cũng không đánh. Tại sao? Tại vì nó không thơm nữa, anh chị lưu ý nha. Tại vì sao? Cái cổ phiếu nó đã sinh ra một cái biên lợi nhuận như thế này rồi, anh chị kỳ vọng gì ở nó nữa, đâu mà kỳ vọng gì ở nó nữa. Đấy, liệu đây nó có đánh hai đỉnh hay không anh chị ha. Những cái con mà đã xuất hiện buy in clean mắt rồi mình sẽ không chơi nữa, anh chị lưu ý nha. Vĩnh Hoàng nè, vẫn neo lại thôi, neo lại nè, nè không có đánh giá gì thêm ha, giống ngày hôm qua. Chứng khoán cũng chỉnh lại nè, biên chứng khoán nhỏ quá. Nói chung là đang trong cái pha gì, dập dìu, dập dìu, dập dìu ở đây nè. Anh chị ha, dập dìu, dập dìu, dập dìu ở đây. Đấy, thành ra là dòng chứng khoán á, thật sự nó không có xấu. Cái vấn đề là tích lũy lại lâu thôi, tại vì anh chị đeo bám nhiều quá. Anh chị kỳ vọng nó nhiều quá, đúng không ạ? Thành ra là vô đây là nó phải có thời gian dập dìu ở đây nè. Nhưng mà xác suất em có chia sẻ rồi không? Cái con mà có khả năng mà cái quá trình tích lũy của nó có thể là nó sẽ ngắn hơn những con khác một chút đó, con VRD. Là em đánh giá cao, VRD và VCI có nghĩa là cái biên độ gãy nó không có quá nhiều và cái vùng kháng cự của nó gãy không có sâu và nó hồi lên lại tương đối nhanh. À thì những con như thế này tích lũy đẹp, nó sẽ nhanh hơn nhiều so với những con như là SSI. À SSI cái vùng này nó dài quá. Cái lượng cung mà chia giấy trên này rất là nhiều. Anh chị ha, HCM nè, cũng vậy nè. Đấy, chị phải chờ, những con này nó chờ lâu thôi. Anh chị ha, nếu mà thị trường đang tốt á, thì những cái xác suất con này nó gãy nó sẽ khó lắm. Tại vì đây dù sao cũng là dòng xương sống, thành ra nó sẽ tích lũy lại một thời gian lâu chứ nó cũng không có xấu gì ha. BNG nè, tăng tích lại bình thường ha. Dù sao nó cũng gặp lại những cái vùng kháng cự nè. À, nó tích lũy lại là chuyện hết sức bình thường. Masan gặp đỉnh test lại nè, anh chị thấy không? Ừ, cứ cho nó test anh chị. Test lại mà tích lũy đẹp thì lại chơi. Bức đỉnh có khối lượng thì lại đánh. Anh chị lúc nào cũng vậy, bùng nổ gặp kháng cự nó sẽ test lại. Anh chị đó là cái quy tắc bình thường. Tăng nè, test đỉnh nè. Chị phải chờ ha. Em có chia sẻ BNG, FPT. FPT anh chị chờ ngày mai là cái cây T cộng 3 về của FPT nè.
anh chị quan sát cái cây T cộng 3 về, anh chị quyết định là có mua FPT hay không nha. Thép nó rồi, xây dựng. Xây dựng hôm nay có con đánh mạnh đúng không? Nam Từ Liêm đánh tốt nè. Tích lũy anh chị thấy không? Khi nó test nè, lên nè, kháng cự nè. Test nè, thành công nè, nổ nè, đó, nó xin cái nhịp như vậy. Nhưng mà có những con nó test thành công không? Không. Có những con thành công, có những con nó chưa thành công. Ha, và con Nam Từ Liêm này nó bơm cái tiền này vô để nó đánh cây này thì nó mới hợp thức hóa cái chuyện là có tổ chức tham gia vào. Đó, thì nó mới đẩy lên. Anh chị ha, mà khi mà nó đóng không cao nhất như thế này thì em đánh giá nó sẽ tích lũy lại cho một vài phiên. Ha, đây có thể là điểm gia tăng cho anh chị nào đang có ha. Nam Long nè, anh chị đang test đỉnh nhưng không thành công, nó phải quay đầu lại và nó làm một cái nền vòng vòng ở đây một thời gian. Ha, nó không xấu nhưng mà vấn đề là anh chị phải rình nó cho nhịp sau. Neo tiếp. Chờ lên là cái đỉnh này anh chị canh bán cái giá tốt hơn. Benny mình không có ưu tiên lắm. KDH ngày mai T3 về. Nếu T3 về đẹp điểm gia tăng nha. Túc tắc đi lên. KDH đánh tương đối an toàn. Ha, con này đánh trung hạn hay là mua được cái điểm nền tốt anh chị hâu nó nắm giữ nó đánh mà đi vốn chuẩn mấy con này đánh nó bền hơn. Ha, cái độ an toàn nó cao. Hado nè. Hado khi mà nó bước đỉnh không khối lượng nè. Test lại nè, bơm cây tiền số 2 nè. À, em nghĩ là trong vài phiên tới anh chị mình có thể canh con này. Anh chị ha. HBC là bắt đầu anh chị thấy không, nó đi lên nó bắt đầu đuối đuối mà khối lượng. Tích lũy lại khối lượng to, rất là to. Anh chị lưu ý nha, khối lượng rất là to. Đấy, thành ra anh chị thấy những cái con như Hòa Bình thấy nó break kênh giảm rồi nó chạy mà ầm 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 như này rồi mà anh chị đu vô ngay cái khoảng lửng lửng cái này nè. Có nghĩa là nó ranh giới giữa cái kháng cự và cái nền dưới mà cái khối lượng nó to như thế này nè. Rất nguy hiểm nha. Một là tích lũy ở đây khối lượng nó phải kiệt đi. Hai là nó phải gãy. À, thì giai đoạn sau anh chị mới chơi được. Lưu ý. Khối lượng thấp ha. Nói chung anh chị nên bán cái vùng này đi. Thì con này lên tới đây thôi, dư địa nó tới đây thôi anh chị. Ha, nó phải tích lũy lại đây một thời gian, quả may nó sẽ bứt hay không. Mà nếu mà anh chị chắc á, muốn chắc ăn á, mà đỡ tiếc á, bán nữa. Nữa còn lại chờ tiếp. Ha, chờ nó vòng 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 này nó test lui test tới cái đỉnh này nè, test thành công thì vô mua lại. Anh chị ha, đấy. Có nhiều anh chị bán máy lên lại em. À, thì bán nữa. Anh chị ha, bán nữa, chờ nó chỉnh đây thành công mua lại. Đấy, đó là những cách gì tối ưu nhất. Kiểm soát tâm lý giao dịch. Tối ưu nguồn vốn ok nhất anh chị ha. T3 về không chỉnh độ đánh tiếp nè. Có cái nắm giữ anh chị ha. Đất xanh nè, đánh tiếp. Nhưng mà đất xanh á, đầu cơ rất là cao. Những cái trạng thái mà chạy 4 phiên liên tục như này, xác suất trong những phiên sau nó sẽ nghỉ ngơi và để chỉnh lại ở đây anh chị nha. Anh chị thấy đất xanh mà có một phiên quay đầu đỏ là chuyện hết sức bình thường. Quan trọng nhất á, là cái quay đầu đỏ đó khối lượng phải thấp. Nếu khối lượng thấp á, thì nó quanh quanh đây sẽ là điểm mua cho anh chị cứ từ từ. À, target của nó là đỉnh cũ này nè. Đạt Phương nè. Anh chị nhìn con này giống không nè? Giống không? Giống không anh chị? Anh chị ha, em biết nha. Biết đâu tới ngày đó nó có cây này. À, tại vì sao? Thì nó xuất hiện những cái điểm nó quá mua rồi. Thì nó xuất hiện cái cây upset 3 này bất cứ lúc nào. Mình đâu có biết. Nè, khối lượng thấp nè. Gãy nè. Tại sao? Biên nó quá lớn rồi. Anh chị lưu ý nha. Thành ra là mới có cái cơ chế gì? Chặn lãi. Tại sao chặn lãi? Chặn để lỡ nó quay đầu bán liền. Đúng không ạ? Chứ mình sao mình biết được đỉnh? Không ai biết được đỉnh cả. Nè, con này cũng vậy nè. Anh chị à, nó giống như vậy đó. Anh chị nhớ nha, những cái dạng như vậy. À, nhìn. Ai cũng biết nó tăng á, nhưng cái vấn đề là nó quay đầu lúc nào và nó quay sàn hay không mình không biết. À, đó lý do tại sao ủa sao em nó tăng hoài sao em không mua. Đó, lưu ý ha. Rồi, đích. Test đỉnh nè. Chưa đạt đâu anh chị, phải tích lũy thêm á. Có dấu hiệu neo trên đây rồi nhưng phải tích lũy ha. Cái lượng cung như này rất là lớn, phải tích lũy đủ mới chơi được. Em có chia sẻ đúng không? Thứ nhất nó phải lên đây là nó làm gì đây nè. Đủ sức thuyết phục thì mình đánh ha. CTD chỉnh lại gáp ha, tích lũy lại nền, chờ anh chị chờ để tích lũy thêm. Xây dựng anh chị thấy có một số con nó đánh thôi đúng không, cái sự phân hóa nó có, ví dụ như con NTL này là có tiền vô đánh nè đúng không ạ. Bên khu công nghiệp là có SSC đánh nè, đó nó chỉ có một vài con đánh thôi nè, thanh khoản thấp mà đánh nè, ví dụ như KDH đánh nè, Hà Đô đánh nè, còn ngoài ra những con khác nó lại không đánh, đó nó có sự phân hóa nha. Anh ra anh chị nhiều khi anh chị thấy dòng bất động sản hưởng lợi này kia, nhưng mà anh chị vô sai con á thì khả năng anh chị phải dính những cái nhịp nó chỉnh lại nó cũng khá là lâu. Lưu ý nha. Kéo rút chân nè, khá tốt ha. Những phiên tới là những điểm gia tăng đối với
Bảo hiểm nha, bảo hiểm em mua điểm nào thì em có chia sẻ anh chị rồi đúng không? Mua cây này nè. Cây tiền số 2 sau cây break nè, break. Vừa kênh giảm nổi lên tái tích lũy liền vô số 2. Rút chân. Vốn bẻ cạn dần. Vậy ha. BMI nè. Có thì giữ, nhớ chặn. Em không mua những con cao như này, thanh khoản nó hơi bé ha. Zambadet. Chỉnh lại khối lượng bơm cây này 4 triệu 9, xả cây này 4 triệu 1. Cái kháng cự này nhìn chung là vẫn chưa có gì thuyết phục cả. Anh chị lưu ý nha. Con này cũng vậy nè. Lưu ý nha, cẩn cân nhắc nha. Phải tính nha, ví dụ như với một cái con tăng như thế này rồi nè. Mình ăn là được bao nhiêu? Đúng không ạ? Mà lỡ nó rớt thì rớt nhiều. Lưu ý nha. Theo có VGI đẹp. Đẹp anh chị nha. Khoảng từ 2 đến 3 phiên nữa nó neo tiếp ở đây là đẹp. Dịch may. Đó, anh chị thấy hồi lên nè, xử lý phù hợp nè. Rồi, chờ nó test đỉnh nha. Đó, anh chị cứ chờ, chờ tới lúc nó test đỉnh, nghỉ ngơi nè. Không 1 2 3 không bị bán, khối lượng khá tốt ha. Anh chị chờ thêm một vài phiên nữa. Trụ Vinamilk nè. Vinamilk này là một con dạng sắp vào form nè, em có chia sẻ với anh chị nè. Đây nè, một cổ phiếu sắp vào form nè, Vinamilk nè. Anh chị ha, tại vì cái thế này, thứ nhất là nó có mẫu hình gì đây? Hai đáy nè. Hai đáy ngắn nè. Anh chị ha. Mình chỉ chờ là gì? Chờ nó test lại cái đỉnh cái giá mức giá 92 của nó hoặc là xấp xỉ 91 cũng được, 91.5 cũng được, tại chủ cái biên nó to. Thật ra nó tăng vài giá chứ thật ra nó có vài phần trăm thôi à. Nhưng mà khi mà test được cái vùng phía trên này nè, nó sẽ là những cái điểm mà chị sẽ canh Vinamilk. Anh chị ha. Bởi vì tại vì cái cây tiền này tương đối lịch sử đối với Vinamilk, nếu như cái cây sau này nó bơm một cây tiền nữa thì nó sẽ xác nhận xu hướng để nó đánh, và kháng cự Vinamilk thì nó sẽ khá là xa à, tại nó vùng phía trên này lần tại nó một con nó bị xu hướng giảm trong thời gian vừa qua mà anh chị ha, thành ra Vinamilk anh chị có thể chờ trong các phiên sau đấy. Vinh cũng vậy nè, Vinh tích lũy đẹp là sẽ đánh nha. À, những con như này mẫu hình hai đáy nè, chị thấy không, hai đáy nè, W nè, đó ha, sẽ canh. Masan thì sao? Masan thì điều kiện của nó phải có vô nó đây thì mới vô được. Mờ đúp thì nó vẫn lên nhưng mà mình không có kiểm soát được nó, thành ra nếu ai có mờ đúp mà nếu ai có thì em nghĩ là nên cầm và cứ cầm thôi. Những con như thế này thì mình hơi khó phân tích ha, hưởng lợi thì cứ cầm. Còn anh chị muốn có một con bán lẻ để đón đầu cho cái nhịp quay lại của thị trường hay là sự hồi phục kinh tế, anh chị coi con VRE này cũng được, nhưng mà nó phải tích lũy đạt nha. Ừ, phải lưu ở vậy danh sách. Có khả năng mình có thể nhìn con này có 1 tháng nữa mình mới mua, nhưng mà mình phải nhìn cái gì ha. Rồi, nhìn chung thị trường là do là cái biên nó nhỏ quá anh chị, thành ra không có vấn đề gì thêm để phân tích anh chị ha. Chị chờ đợi những phiên sau. Dạ rồi, em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Dành thời gian tối nay xem video của em.